Một ngày của Xuân Nhi Chan, phần 3. Nếu ai chưa xem phần 1 và phần 2 thì vào từ nhà tôi xem liền nha. Phần 3 sẽ bắt đầu từ lúc 6 giờ khi mà tôi đã tan ca và về nhà. Bật cái đèn lên cho nó tối sủa. Đó, nhìn thấy không gian rực rỡ liền. Đi làm thêm ở chỗ pizza vì là mùi đồ ăn nó cứ bám vào người á, thế nên là tôi phải đi tắm liền. Lần này tôi thử băng lông mày nha mọi người. Xong xui cái thay một bộ đồ thiệt là dễ thương. Ở nhà cũng phải xinh nha mọi người, lỡ anh hàng xóm qua mượn cái hút bồn cầu sao. Cả ngày ăn nhiều thứ rồi, thế nên là phải uống nước bưởi thanh lọc cơ thể sảng khoái dài lâu. Ra cái khu có máy bán nước ngọt để hít cái hơi cho đỡ thèm. Tất nhiên là không thể nhịn buổi tối rồi. Thế nhưng mà tôi đang giảm cân nên tôi chọn một dĩa salad vị thịt gà. Tí tha tí tận mém té xuống hồ. Ở nhà rộng chi chạy muốn tụt huyết áp. Hồi mới gia nhập Play Together á, thấy nhà nào mắc nhất là thuê à. Có nghĩ gì tới tiền thuê nhà 10 triệu một tháng đâu. Thế nên là giờ vừa ăn vừa phải nghĩ đây là thịt gà, đây là thịt gà. Ăn xong là tới giờ xem phim của tôi luôn. Nhìn cái tướng tôi lại biết xem phim về nội dung mà nội dung là trai đẹp rồi nha. Buổi tối tôi vất vả lắm phải chạy deadline 2 phim, một phim Việt Nam, một phim Hàn Quốc. Đố mọi người biết là phim gì? Trời ơi, ước gì tôi trở thành cái mũi của chị Nhân Mục Chính ha. Ok, tới phim thứ hai. Trời ơi, ai chưa xem bộ này là phải cay liền nha. Cười xỉu luôn á. Lấy đâu ra người bạn trai lý tưởng như Tổ Trưng Hông vậy? Coi cái nết của ông kìa trời. Ủa, chưa gì hết phim rồi. Ok, để mấy anh trai đẹp chui ra khỏi đầu tôi thì giờ mình ra ban công nha. Vì không có tiền mua bao lâu, thế nên là ban công tôi cũng trang trí sơ sài lắm. Ở đây không có ai, thế nên là tôi sẽ hát cho mọi người nghe nha. Từng ngày từng tháng trôi qua thành năm, em vẫn mong chờ tình yêu. Bước qua bao cảm xúc, ôi nỗi đau em mang thật nhiều. Giọt lệ buồn trên đôi mắt, hiện cõi lòng như cây xa sát. Vậy thấy em buồn sâu nhưng chẳng mấy ai thương em. Và la 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 la, em vẫn hát thật nhiều bài ca. Đôi chân bé xinh trẻ con đi khắp nơi em không về nhà. Vẫn thấy em xinh từng mà dằn lòng mong người đừng yêu ai. Chỉ muốn nắm tay em thôi, khóa đôi môi không cho một ai. Cảm ơn mọi người đã nghe cái giọng bình đợt của tôi. Nhưng mà đoạn này tôi nhớ tới con xe hồi sáng, cái tôi khóc quá trời. Và để quên đi cái sự buồn đó, tôi quyết định sẽ đến quầy bar để xoa dịu tâm hồn. Nhưng mà trước tiên phải là turn off the light. Ok, vừa vặn với cái mút này rồi nha. Bật cái đèn vàng lên cho nó huyền ảo mơ mộng. 10 điểm liền. Và tất nhiên là ngồi quầy bar không để thiếu một món đồ uống, đó chính là nước cam. Đây là một thức uống hoàn hảo cho người có huyết áp thấp hoặc cao, chứa nhiều vitamin C giúp tăng khả năng miễn dịch, chống lại bệnh cúm, cảm lạnh. Nói cho mai đi học, nay chơi nhẹ nhàng thôi nha. Uống hai lần cho mấy con virus bị double kill. Xong xuôi tới công chuyện liền. Đông người tôi đề nghị anh kêu quá phường. Sao con đâu có lạnh, sao con đâu có lạnh đâu. Sao nói anh ra đường chơi với gái cứ quấn lấy nhau. 1 + 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, 4 + 4 = 8, 5 + 5 = 10. Dân chơi mệt rồi mọi người, dân chơi xin phép dừng cuộc vui lại đây. Ok, cũng đã trễ rồi, tôi đi lắng nghe thông điệp từ vũ trụ rồi ngủ ha. Bật mí cho mọi người, đây là căn phòng không ai vào được trừ tôi. Đây tôi sẽ trải lòng hết những việc xảy ra trong ngày và lắng nghe thông điệp từ vũ trụ. Và sau đó tôi sẽ bỏ bài tarot cho ngày mai và cả tuần. Cuối cùng là xem đường tình duyên. Đứng đây để vũ trụ nhận diện khuôn mặt, dễ tìm số mắt cho mình nha mọi người. Ok, đã quá trễ rồi, giờ tôi phải về giường ngủ liền. Không thôi ngày mai lại đi học muộn, nhận thêm vài con xe nữa là tôi xỉu. Nhưng mà phải nhớ là vệ sinh cá nhân đầy đủ trước khi ngủ nha. Ok, kết thúc một ngày dài. Hôm nay có rất là nhiều chuyện vui, cũng có rất là nhiều chuyện buồn. Nhưng mà trời má lại hôn, xíu nữa là quên chăm máy nhỏ luôn á. Tiếp tục deep nè. Nhưng mà dù sao ngày mai cũng là một ngày mới, thế nên mọi người đừng quá bận tâm về ngày hôm nay nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Anh đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương.